Cá nè, cá nè. Cá gì vậy? Ê, 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 dữ vậy? Con con sao rồi? Con sẽ chạy kìa. Con sẽ chạy. Chị Kỳ à? Đó, còn con nữa, còn con nữa. Tăng tăng. Ê, nè, con tôm. Ủa, đang con tôm, lỗ kìa. Nó ăn con tôm. Nè, 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 nè. Ủa, nó ăn con tôm đó nhà ơi. Tăng tăng tăng, nó ăn con tôm. Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Bây giờ khoảng 5 giờ sáng rồi cả nhà ơi. Tùng đang ở trên bờ đá. Mình đang đi ra vực ngoài bè. Chị Hai vô rước Tùng rồi cả nhà. Hello. Hello. Good morning. Hello nhà bạn. Bữa nay chị Hai học từ mới nữa nha. Good morning. Đang ăn gì hả chị Hai? Chị Trang ăn cái gì? Chị Hai ăn chưa? À, đi rồi. Ờ, à, biết gì ở trống hồi. Lú đầu ra, mày kêu mày ở trống chứ. Đâu có biết đang ăn đâu. Đang ăn mất đi rất cực quá. Rồi thôi, lỡ rồi mình lên mình ăn cháo đi. Tính ra vậy cũng có lọc ăn á. Bữa nay ra lưới của anh Lộc rồi ra lưới của cậu Út với em Đạt. Anh hai mình đó. Anh hai cũng có bộ lưới cho. Đầy đủ hết trơn. Dạ. Hello cậu Út. Hello anh Lộc. Anh hai, chị hai, anh Đạt. Ăn cháo. Quá đã. Ăn cháo mà hóa ra ăn ta cầm vậy nè. Ăn cháo với khô cả nhà. À. Cầm sao ăn? Cháo trắng rồi mình ăn với cái, mấy cái món mặn mặn thì ngon nè. Cháo trắng hoặc là dưa muối nè, dưa mắm nè, rồi hột vịt muối nè, cá kho, rồi khô. Rồi, lấy kia. Ủa, cũng bắt ba xong chưa? Đúng rồi. Vậy hả, vậy thôi. Đúng rồi, tần nghỉ muốn nghỉ rồi. Dạ. Bắt ba muốn nghỉ rồi ha, vậy cho bắt ba con xin chén này. Các bạn nghĩ tới con. Dạ. Ê, mày đừng nói không cái loại hầm cái tao té xỉu. Ở đây bỏ chạy chứ. Đâu có. Đâu có. Chứ mình ơi mày ăn. Đâu có bắt ba là ông trả lời lộn rồi. Cho à? Ừ chứ không có không. Không mà không chứ. Tao té xỉu. Sao mày nói nè. Vậy là ông làm thanh ông đồng ý phải không? Sao? Sao mà Lộc? Còn mời em ăn con chén thôi. Ủa dữ vậy? Ôm ốm mà làm dữ vậy ta? Cảm ơn mày nhà mạnh nuốt. Ăn mà cũng đẹp à. Cảm ơn mày nhà mạnh nuốt. Cho em review cái dĩa. Khô gì chị Hai? Khô gì không biết. Khô gì Hai biết hết, tao biết á. Cá trà. Khô này khô cá mặn. Cá trà phòng à, không phải. Cá dứa. Cá chuối. Cá chuối hả? Ừ. Cá mối. Cá chuối của nước mặn hả nè. Mua hàng hải làm gì? Dạ, dạ. Bây giờ tụi mời cả nhà miếng cá khô. Chuối. Cá mối là cái con nhỏ ha. Ừ. Thôi giờ mình ăn cá chuối cho nguyên miếng đi. Mời cả nhà miếng khô. Ăn với cháo. Ủa này xé hay à? Cắn cái gì vậy? Cầm vậy cho anh cắn đi. Vậy là mình cắn luôn. Ừ. Giống của không tay cầm tới mức vậy. Tới mức tay cầm. Còn mày hai tay cầm hết tay nào mốt. Nói vậy múc không? Để luôn. Hai ngồi về đi. Ăn tiếp. Được rồi. Đâu có vô tay rồi đâu có để xuống được. Còn múc được à? Còn múc được à. Mấy cậu cháu mấy em mình ăn cháo xong chút xíu nữa đi kéo lưới đó nha. Trời ơi, miếng khô nó mặn mà húp vô miếng cháo mình nó như gì sao đó là nó đều lại ta. Nó vừa lại á. Chứ còn ngậm miếng khô không là một hồi là tê lưỡi quyết lưỡi luôn á. Bằng thiệt chứ bỏ đây. Dạ dạ. Nhưng mà cô nè ăn cháo trắng rồi mới đúng nè. Dạ. Cô ăn ngọn cháo lạc mới ngon. Mà kia là cái đèn dưới cờ của mấy anh chị em mình. Này cuốn lưới chắc sáng trưng luôn rồi. Bộ lưới thì canh khoảng nãy khoảng 4 mấy 5 giờ đó nha. Vậy năm mấy rồi, được tiếng hơn rồi. Thông thường mấy con nước gúng này mình khoảng tiếng mấy 2 tiếng là mình cuốn à. Cũng gần tới giờ cuốn à. Bây giờ thì mấy cậu cháu mấy anh em mình qua đây ngồi cho xuống cơm. Ủa xuống cháo.
Ê, bây giờ ăn cháo no 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 bụng rồi mà xuống cháo luôn rồi, bây giờ tỉnh táo rồi anh Lộc đón rồi, bữa nay có hôn cô không? Có. Là cũng đón cũng trúng rồi dính hay. Nói chung là có cái mùi nước ngọt ha, phải ngon ha. Này nói nước ngon lắm. Nước không biết. Ở trên này ưu tiên cho cậu Út Diêm đạt dính đi. Mình dính con dừng 5kg được rồi là quá. 75kg cho cậu Út dính đi. Đâu có 5kg mà đừng nói đực mới được nha. Quan trọng là thì đó, ý đó. Con đang nói đó cậu. 45kg mà đực là được anh hai. Quan trọng là cái chỗ đực mới được. Đực rồi. Có cái hè, cái lứ. Dạ ơi ơi chị hai, giờ sao lấy nè, lấy cái này hả? Được cậu Út. Cái ly cậu Út qua ly này. Ừ. Dạ rồi, cũng mời cậu Út. Rồi, cảm ơn. Dạ dạ, cho con ly dạ. Chị hai ly đâu? Thì hai đâu? Dạ. Hả, tưởng đâu nhượng miệng đại khách chứ. Không có. Dạ rồi. Biết sao không? Tại ca bự quá bưng qua xa hơn mình vẫn bự. Giấu ha. Rồi, dạ. Mời cả nhà luôn. Dạ, con mời cốt. Mời anh hai. Mời nhà uống về. Dạ. Mời Lộc nha. Vô. Uống đạt. Đi. Cũng cái đi, cũng cái đi. Ai mà mốt mình canh cho lúc mà đang quyết liệt cái mình kiếm chuyện ha con. Chết chơi. Đang chơi game. Đi rồi, cùng mời cả nhà ly cà phê sáng đó nha. Uống cho ấm áp tình nghĩa với anh em mình. Hôm nay mong mấy anh em mình ai cũng trúng hết, mấy cậu cháu mình ai cũng trúng hết. Uống gần hết ly cà phê rồi cả nhà ơi, nhưng mà vẫn chưa tới nước để đi cuốn lưới nè. Em Đạt mình bây giờ nổi hứng xách cái chài đi chài tôm rồi. Hiện tại thì mấy cậu cháu mình đang thiết kế. Thiết kế mấy cái bánh xe này để mình treo phía ngoài đó cả nhà, để cho mấy chiếc ghe lưới xuồng lưới này, của anh Lộc đồ. À, với cậu Út đồn mình khi mà mình đậu vô á thì nó sẽ không có bị va chạm gì, nó êm hơn đó. Mình treo dài dài theo cái vách bè vậy nè, còn mấy cái vỏ nữa, phía trong mình còn mấy cái vỏ nữa, mình cột vòng luôn, cột vòng ở phía ngoài luôn. Dịnh cái bánh xe cậu Út dễ cột. Được chưa cậu? Ừ, vậy là yếm mà. Đâu đâu thử rồi, thử luôn. Thử đi. Thử vậy hả? Đó. được, hiệu quá. Tới nước đi cuốn lưới rồi cả nhà. Cậu Út với em Đạt xuất phát trước à. Xong rồi tới mấy anh em mình. Chúc cậu Út với em Đạt dính Hugo nha. Đạt cái lọc cái này lên cao luôn phải không? Lên cao luôn rồi. Rồi đó, bắt đầu lên lưới. Chưa nữa. Này kìa. Cái sủ. Sủ nó lăn. Ồ, cái sủ luôn. Hèn chi nữa. Nó quậy quá quậy. Nãy giờ cái đầu lưới nó bị xe nè, nó kéo quá chừng. Vô. Được con cá sấu cả nha. Ồ, nó ăn con tép nè, rõ ràng. Mình cho nó vô nước. Vô nước này con, thở con. Vô. Vô cột kỹ vậy trời. Nhìn con này coi, vô. Chạy lưới, chạy ra. Cái chỗ nãy đâu, lưới nó bị xe lại, cá nó vô nó hết bị đường ra. Nó gì đâu quá trời lưới rồi, hết bị đường ra. Dính luôn. Giờ này nước dịu, cái mặt nước im lìm, nhìn đẹp quá. Mấy bữa nay thì bầu trời nhiều mây, có mưa lất phất không?
Hôm gài cũng mấy bữa rồi mà buổi sáng không khi nào mà thấy mặt trời lên chứ. Tới trưa luôn á nha. Tới tầm 9 10 giờ mới thấy mặt trời mà lúc đó lên cao rồi. Hôm nay không có thấy được cảnh bình minh. Tới lạc cá rồi đó nha chị Hai. Tới rồi đó. Hả? Ừ, tới lúc này bắt đầu vô cái ổ cá rồi đó. Nha, chuẩn bị gỡ cá nha. Đó, cái bao nè. Gửi cái bao trước đi. Dính được cái gì? Hiệu nhiên, hả? Hiệu nhiên Na Cha. Có Na Cha là thu phục được tôm cá nha chị Hai. Chị Hai đó có coi phim không? Na Cha đại náo Long Cung. Binh tôm cua tướng gì là phải quy hàng hết à. Ê, bữa nay ông chừng mình dính con Hugo nghe. Dính. Có Na Cha hỗ trợ nè. Nó kìa. Mày tôm. Hai cái này vụ. Hảo hảo. Mì tôm hảo hảo, hân hạnh buổi kéo lưới. Ủa, hân hạnh tài trợ buổi kéo lưới. Không phải mì tôm. Mì sa tế hành tím. Trời ơi, có chiếc xe nữa nè, trúng xe nè. Ăn mì trúng xe luôn nè chị Hai ơi. Nhưng mà cái câu quen là cái câu gì? Chị Hai. Mấy cái chú cũng làm trúng thưởng này nè. Lần này chị ta thấy rồi. Chị Hai gành quá, mấy cái này chị Hai gành lắm. Tại vì gặp hoài ha. Cái mở ra cái chúc bạn may mắn lần sau. Thiệt, đọc dòng chữ đó vừa ngọt ngào mà vừa đau lòng. Vừa buồn. Một con. Con gì? Cá sát. Con cá sát là chuẩn bị dính cá sủ nha chị Hai. Chị được. Nhớ không? Cá sát mà được cá sủ hả? Trời đọt luôn. Cái xác nó chị Hai nó để đây nè, để kia hồi mất công kiếm không có cái lon ra hồi nó nhảy rồi. Trời, đi giờ mình nghe lời chủ ghe đi, thấy nó ngáp ngáp rồi tính thảy nó vô nước. Giờ sao cho vô nước không? Không thôi, làm tướng con cá sủ bự quẩn nước quá chừng. Nó ban tùng ra phình lên. Nước sọc. Chưa có con, chưa có con nãy trong bờ cầm tay á. Nó con bông lao không à. Nó lẹ lên. Từ từ mày. Bột không chưa gỡ. Gỡ bột quả rồi, đừng có chọc nha. Mày đang tao cuốn rồi mày thả cũng được nữa hả? Mày ở làng à? Cái bọc nãy giờ không có cá đang quả quá. Cá không có, mày chưa ăn rồi mày. Ngày đó đó. Gì nữa bà nói? Cây gặp bọc có người kia kia. Không. Ừ, cái đó làm được. Cái đó làm được. Đó 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 đó. Trời ơi, chờ nãy giờ chứ Hai ơi. Ai mất cỡ cá không có lẹ nữa nha. Nè, lại đây trả lại nè. Nè, đây con nó nè. Vô nó nè. Trả con này nè. Hai con mấy con nào? Trời ơi, quá chừng lâu. Hồi nãy nó tới lập nhưng mà tới cuối lập, muốn cuối lập luôn rồi mới có. Cuối luôn à. Chú cái à, chú đừng không kêu chứ. Cái à. Kêu là đực.
không được rồi, cái con này không được rồi, cái con này phải để ở ngoài à, nó yếu xìu rồi, chứ để nó chết lại trong nước hồi để trắng mang. Mình phải tuốt nó qua cái nhà cái nó buộc rồi, tại vì lưới nó dướng vô nhiều mặt quá, nó siết lại. Ok. Sao con? Cho thở thôi đi. Chứ con này lên đây nó thở nữa nè, không biết nè. Để cho thở cho sạch sạch chút xíu. Thế là nó nhớt nhiều quá. Dính con mày dính là trả này cũ đó nha. Còn cá sủ thì không trả. Con cá sủ nãy giờ gượt con cá sát đó bà nội. Im liềm quá. Ừ, có con cá sủ là nó sung sung lên đó, khỏe rồi đó. Chưa hết hả? Mày đợi tao dính con cá sủ bự nó đi tao qua. Mày đợi tao dính con cá sủ bự nó đi. Có gì đó hả? Mày ăn chứ mày dính không? Không dính liền. Mày ăn chứ không dính đâu. Cái nào cũng dính à? Cái nào cũng dính à? trên ghe lưới neo là có cái khoen. Hai con. Anh Lộc có cục gạch là được không? Anh em mình kéo lưới một đoạn dài luôn, không có, bắt đầu có khách xem rồi, có anh cũ với anh kiếm là vừa tới là anh em mình dính cá sủ nè, anh Lộc tới là dính cá bự nữa nè. hên mỗi ghe có ông đẹp rất hay là lại kéo lưới dính dễ hả? Trời ơi, người ta thiết kế mà anh, thiết kế dữ lắm. Hả? Đi rồi đi. Con này nó cũng yếu là nó còn ấp ngáp, cái anh thảy vô đây nè. Cái nè. Ây da. Kiếm mấy lòng à? Cái hả? Cái. Cái nghe con này chừng ký gửi 6 gì. Có được không? Dạ. Có chậm chứ. Dạ. Làm con Hugo cho anh Kim. Dạ. Còn mấy trái nữa hả? 4-5 trái phao nữa. Ai đó đá đâu bài. Cái này á. Đâu? Cái này nè. Cái nào? Cái này nè. À có em thấy à. Đụm cho. Cái đèn đó. Đặt ra gì đâu mà. Đặt ra trên cái ghe. Thiếu không? Dạ. Rồi mình cái đám đó là lấy không? Đưa một cục cái đám vô về. Trở về lưới của mình. Qua được rồi đó. bữa tiếp. Dạ. Mạnh dữ, dụng lên nghe lên luôn. Dụng lên máy luôn. Nè, dính con cá sát
cá sấu nữa nè, rồi cá sấu có cá sấu nữa nè. Đó, cá sấu chút xíu gì đó mà nó cũng dướng được, nó dướng một chùm lưới luôn. Chứ thường thường nếu mà mặt một mặt lưới thôi thì nó chui qua rồi. Bể ra xong rồi đó. Cá trời tới đó đó. Đứng được rồi, đừng có đứng lên nữa, đứng trong lòn đó. Đứng lại, đi lên tới lọc xiền. Thả vô nó không có bơi nổi. Thả vô nó không bơi nổi. Đi đi con. Ờ, quán nước này thả Vinh ngon. Chị hai vô bà kiếm không được, bà cự mình nữa. Để đi con, làm đi con. Mày cá sủ lên. Ồ, tên anh cũ với anh kiếm mà sao vô cái phim kiếm hiệp gì mà đọc cô của kiếm hả ta? Phải không? Đọc cô của kiếm. Thì nó có cái có cái tên nhân vật hay là cái chiêu thức nào á. Đọc cô cầu quại nè, rồi đọc cô củ kiếm nữa. Hả? Chị hai có coi phim kiếm hiệp không? Phim Hồng Kông. Bọt dữ hả? Nhớt hay gì? Nước sáng cạp hả chị hai? Mới thấy à. Ở đó thấy chưa, dính con gì, con cá sát là tới con cá sủ. Con sát rồi đó, con cá sủ. Không sai, quá là không sai cả nhà. Vô. Đó, phải rồi đó. Dính vậy là thấy nhẹ lòng rồi đó. Được. Được. Trời ơi, gọt chị hai cái này. Trời ơi, bởi vì thấy nghi ngờ là mình là chụp vô liền. Nhưng mà em nhìn em thấy nghi ngờ. Thấy sáu muối. Để ở đây đi. Để dễ đi. Bữa nay chưa có cá bự nhưng mà cái lưới này mình dính được mấy con này cũng đỡ khổ rồi, đỡ lo rồi. Chú đực này trên cái gửi à, vô lỗ nha. Cá gì vậy? Ê, dữ vậy. Cốc. Cá cốc. Ở cá cốc kia thì tới đây à. À cá cốc cồn. Thằng chỉ qua tới bên cồn. Cá cốc. Cốc thiệt. Sao gỡ vậy? Yêu. Chút cái về nguồn thạch luôn á. Chị cũng chưa. Cố đánh giấy. Nhà em tút đi, tôi quay cái đầu lên cho bạn. Luôn.
gì dữ thần thì không biết nữa. Rồi, anh vậy thôi. Ấy da, ấy da. Nhăn nước. Đi mà còn mạnh dữ ha. Cái gốc mới đây vô đục nó bơi ngửa rồi. Nó vô nó đập đuôi nó làm mình đứng trên đây bị văng nước luôn đó nha. Nó đứng mạnh quá, nó bơi ngửa thật. Cái gốc này tầm khoảng ký hai. Ký rưỡi đâu không chị hai? Cá nè. Không quên. Chỗ cá cây. Con này tròn quay ha. Cú quay à. Cái cày này à, cái nhà coi cái màu con cá cày nó xanh hơn, nó xanh đen hơn, cái màu cá cốc nó vàng hơn. Đó, hai con vô nó giành lộn cái đục. cày cốc gì qua tới bên đây à, gần hết lưới rồi. Tính tới thời điểm này thì đoạn lưới này cũng cho anh em mình nguồn thu nhập cũng ổn. Được 3 cá sủ nè, con cá cốc, con cá cày, 2 cá sát. Mình còn một đoạn lưới nữa nha cả nhà. Mình còn một tay lưới nữa. Rồi, xong một tay rồi cả nhà ơi, một lưới. Tụi mời cả nhà xem tiếp video để xem coi tay lưới thứ hai của mình có trúng hơn không nha cả nhà. Tay lưới kia thì ngắn hơn lưới này. Lấy nước đi, lấy gì? Trong bè có quẩy đó, kế bè mày đó. Dạ. Trong bè mày đó. Chạy xuống đó, đồng ngoài cũng vô đây, ngoài đây cũng vô đi. Ngoài cũng vô đi cho lọt, ta lướng cũ đi, dướng ta lướng cũ đồ đây. Dạ. Đó quấn cái cuộn dây lại cho gọn đi. Quấn cuộn dây đó lại cho. Dây nào? Dây đó phanh lại cho nó gọn. Mới đây mà con cá cốc bầm mình này kìa. Đi bầm. Còn mạnh quá. Anh em mình bắt đầu cuốn tay lưới thứ hai cả nhà ơi. Thuận gió vậy dòm thấy cá nè. Dễ thấy cá nè. Gì mới rớt hả? Nó bọc cá. Bọc hả? Dưỡng cá. Chưa thấy đồng tính chuyện gì. Lâu lâu ở chỗ mình có mấy chiếc tàu du lịch đó, đẹp lắm anh. Bữa nay kéo lưới hướng này có cá lên đẹp lắm à. Nhưng như này thôi. Nhưng mà quan trọng mới có cá nè, mới đẹp. Trời ơi, mấy cái bông lau lên khủng à. Trời ơi, quận nước quá chừng luôn nè. Đó. Đó. Quá wow, trời. Nó cá hay gì đó. Đó lên nhóc hết trơn đó. Phải con cá hay gì đó. Cá giống cá cốc hay gì đó. Chạy đó nè. Ừ, thấy giống nhít chạy đó không biết. Cá cốc học trò không biết.
rồi. Ủi. Nó còn ủi bạn ơi. Ủi đi bạn ơi. Ủi xuống dưới á. Ủi xéo xuống dưới á. Rồi đó nè. Rồi được rồi. Rồi tắt đi, tắt đi. Rồi tắt đi. Nó một con cá sấu mới khóc hơn. Phải công nhận lại ủi có cá đúng không? À. Nãy giờ không ủi lấy gì có. Nãy giờ không ủi lấy gì có. Anh hai mày mới khóc á. Mới khóc nó mới lên. Nên đây ông ấy ông bắt cá hay gì heo? Ừ. Hả? Ừ. Đó. Chào, quen mà. Đó, thấy không, quen mà. Con sao rồi? Con sao trời kìa. Con sao trời. Chị kì à. Đó, 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 còn con nữa, còn con. Tên tên. Ê, đây ăn con tôm. Ủa, đang con tôm lỗ kìa. Nó ăn con tôm. Nè, 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 nè. Ủa, đang con tôm với nhà ơi. Tên tên tên, nó ăn con tôm. Wow, nó giỏi con tôm luôn. Nó đang ăn con tôm. Ở đâu mà nó bắt hay hả trời? Nó bắt con tôm sống. Ủa, nó còn dài. Sao mày bắt con tôm sống hay vậy? Ôi, ôi, mạnh quá mà. Ừ, sao mày bắt con tôm sống hay vậy? Tới nhà rồi, hết lưới rồi. Nên giờ mình thả vô cũng vậy à. Để trên đằng hồi mình bắt luôn như vậy. Ê, ăn tới họng bị nhả ra. Em em bà đốt đá, đi bán liền. Ủa, bán liền khỏi đốt đá ha ai? Ừ, bán liền. Rồi, xong. Tăng lên tăng, cục đá lên. Chào cả nhà, cái đất lưới mình cũng khá lắm. Mình nè, nắm lưới kéo lên cho hết. Về mình bắt cá ra. Lọn tóc con chó anh. Điện thoại kêu cực. Tôi nghe tiệt tiệt tôi tưởng nó có cá. Nữa hả? Nữa. Ngoài bà út trên bạc rồi. Chưa qua được cái đốt đó rồi nè. Út đực. Nghe bữa đi. Ừ, ông thì đỡ thôi em đạt được rồi cũng ơi. Được á, mong một cái sủ này. Mình được hai cái đực hết nha. Ăn cho đực. Con đã đực nữa. Cho vui. À, con đực có gà nó có sữa nha. Đó, hai cái xác nữa. Rồi, hai con này để cho mày đi. Còn cá chó, còn cá cóc. Rồi, con đi cốt nha. Cái gì? Mẹ. Mình được con cá cóc nha. Con cá cày. Cóc cày. Cái giống này đóng à? Dạ không có đóng mà tại dính. Đó, như lội ra đó. Cái này có hai con này thôi nha. Ừ. Dạ, lọc về kìa. Sao lọc? Con Hugo đâu lọc? Rồi, gốc gọc nó nghe là biết lỗ đâu rồi. Anh lọc nói nãy có Hugo, không biết chuồng ai, không biết ghê ai nè. Là lọc đóng ra là biết cái đầu lỗ rồi. Dạ rồi. Chịu qua đây cho hai con cá sát nè, được hai con. Mình cần cá đi. Thôi vậy mình đây là được ăn gì nữa rồi đó. À, cái này không có giá cân á, thì sẽ giảm lại 200g cái nè. Cần thử nha, cần hết số cá luôn. Mình được 6,6 nè. Với 200g nữa là tổng cộng. Ủa quên trừ ra cái sọt nữa. Sọt nấu ký tôi đó bà. Ủa gì rồi 6,6 cộng thêm 200g cái giá cân là 6,8. 6,8 mới trừ. Mới trừ ngược lên. À 6,3. Rồi mình được 6,3 cá sủ cả nhà. Được rồi. Phát anh Kim. Hả? Phát à. Không có con cá nào luôn á. Thôi bữa khác làm lại anh ơi. Được cái trời. Ê quên nữa. Bây giờ mình qua mình kiếm cá là Vinh. Còn cá cóc với con chó với sủ. Ờ đúng rồi đúng rồi. Còn hai con đó nha cả nhà. Được rồi, bây giờ anh em mình kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Cùng dành chị hai. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo.